cách mình uplift trong Valorant. Trong tình huống 1v4 này, điều các bạn cần làm là bước 1, xếp súng. Đúng vậy, các bạn không nghe nhầm đâu. Các bạn sẽ muốn xếp súng và mong chúng nó đừng tới với 1, 2, 3, 4, 5 quả flash rồi chim lòi kèn bạn ra. Well, fuck. Bước 2, sử dụng Warg.se như một pro player nào đó và tặng cho mỗi thằng một viên vào đầu. Gotcha. Spike down A. Bước 3, đây là bước quan trọng nhất. Đó là lao ra đấu chay. Nếu bạn nghĩ tại sao lại không smoke Haven Molly Ash để tạo thêm khoảng trống di chuyển thì... Yeah, bạn đúng rồi đó. Nhưng mà mẹ mình không dạy một thằng hèn. Bước 4, cân nhắc về việc chơi game có 180 phút một ngày. Đúng vậy, chết não. Bước 5, tận hưởng. Sau khi đưa tình huống 1v4 về còn 1v1 thì là Sky bên kia lúc này đang đái ra máu rồi. Nó biết là nếu nó không kết liễu được mình thì nó sẽ lên con mẹ nó tít tóc trong hôm nay.